là thuốc, thuốc để sửa nha, chứ không phải là không phải nước cam. Cho em bé chẳng phải là được, phải nước lọc bình thường, nước lọc cho em bé. Đây em bé sao cái này mờ như vậy ta, để chỉnh bánh quá trời luôn. Di chuyển nhiều quá nữa mà họ bánh này. Bánh là bánh cheese, cheese balls. Bánh này bánh phô mai, Việt Nam kêu là bánh phô mai. Ồ, giấy quá trời giấy luôn, tiếp xúc giấy lau miệng quá trời. Còn này là giấy, này là giấy giấy vệ sinh, giấy vệ sinh như là giấy lau tay hay gì vậy? Đó, giấy lau tay, lau tay giấy vệ sinh được tích thủy. Trong một tấm tiêu lau chùi nhà, lau chùi nhà chùi chùi nhà cái chùi lau nhà đó. Cái này lau nhà, cái này bao nhiêu vậy ta, cái này bao nhiêu tiền ta, 6 đồng củ mấy, 6 đồng mấy giờ mất thì 5 đồng mấy, 6 đồng mấy nè, 5 đô cái một cái ấy vào nhà 5 đô mấy, cái cháu bông gắn vô cái cây lau nhà 5 đô mấy. Cái này cũng vậy, loại mới, đời mới, gắn cái lỗ này gắn vô cái cây để lau nhà. Giờ nó làm cái cây lau nhà rời ra cái xô luôn. Nó cái này nó bán cái bông lau nhà đó. Nó cái gắn vô phía dưới, gắn vô phía dưới cái bàn lau nhà. Này để chùi toilet, chùi toilet. Này nước rửa chén, cái này xà bông giặt đồ. Còn cái này là gì, đồ ăn cho chó, ăn cho chó, thịt gà đàng hoàng. Này là đồ, cái đồ để đựng thức ăn cho chó mèo, con chó. Đây là vua mạc. Đó, nay mình đi, nay mình đi vua mạc. Đó, ở đây bán bia. Bia rượu, rượu bia, bia rượu, rượu bia. Họ quá họ. Ok, bia rượu, rượu bia, gây bụng. Họ đây là bán phô mai, cheese. Mỹ gọi là cheese, Việt Nam gọi là phô mai. Cái này là cái khay, khay đựng
xây đựng đồ đồ ấy của con mèo. Mèo nó ấy trong đó. bỏ cát vô đó, bỏ sỏi vô đó, xong rồi cho con mèo nó đi ấy trong đó. Rồi cá nè, đồ ăn cá. Xịt gì cho chó mèo dầu gì đó, dầu xịt đó. Những cái này là đồ cho chó, cái này lót, miếng lót, miếng lót để chó đi đó. Cái này đồ xịt, đồ xịt chó, xà bông gội đầu, xà bông gội đầu cho chó. Chó mèo ở đây nó cưng còn hơn cái gì. Cho đồ ăn nè, đồ ăn pate, giống như pate. Đồ ăn của chó mà giống như pate của người. Đồ ăn của chó, của mèo nè. Nó làm gì pate, nhìn tưởng cái hộp pate. Mà chả đến răng nè. Đây hồi đó, đồ ăn của mấy con chó con mèo. Đây nó hồi, đồ ăn của nó này. Chó mèo, cái này xương cho nó gặm, nó làm kiểu chơi cái bánh quy, làm cái bánh. Ăn thịt, thịt bò này. Như thịt bò của người. Chó mèo mà nó làm như người. Thịt bò, gà, bát tê. Đó, đây là bánh chip, chip. Đó, đây là thuốc mà. Nước ngọt hay là thuốc người ta. Nước thuốc, chất tẩy nước thuốc. Nó cái này là nước trái cây, nước ngọt. Đóng trong cái bịch. Cắm cái ống thuốc vô cái bịch nữa. Cái này là bánh, bánh bích quy. Sắp xếp gọn gàng. Sắp xếp gọn gàng. Đây là gì đây? Xin mấy nước sốt mà để chấm. Đó, nước sốt để chấm. Ăn đồ mẻ, chấm vô. Đó, cái này chi nè. Đây là chi nè. $7.48. Cái này nước sốt này là $3.48. Nóng tới rồi giờ nó bán cái đồ đựng đá để đi cắm trại đi rồi thì giờ nít cắm trại đi bơi Yeah.
bán ghế 14 đồng, 14 đô. Một cái ghế 14 đô. Đó, bên này nước dừa. Bên này là đồ vải, may mặc, đồ may mặc, vải. Đó, mấy cái đồ người ta để ta bay, người ta đính, là nút nè. Nút mà người ta đính vô. Mấy cái đồ dụng cụ này, kim tay, đầy đủ ha, bán đầy đủ đồ. Đó, kim, cái kim, kim giống kim châm mà, châm cứu mà. Nhìn cái kim này giống kim châm cứu mà. Đó, này, cái này kim, kim may nè, hay chỉ nè, kim chỉ nè, thước đo. Đó, dụng cụ để may mặc, ok, cái cây này làm được. Để bóp gì ra. Nó kéo nè. Cái kéo vàng nè. Cái kéo mà kim tuyến. Đây, cái kéo kim tuyến. Nút. Đó, nút, nút, nút. Đó. Xem nè. Cho nó mở ta. Quay gần nó mở. Đó không, cái nút mà đúng rồi. Một cái nút mà hình cái con. Rồi đó. Dễ thương. Để gần lại chứ. Zoom lại nó mở. Zoom lại nó bị mờ. Mình phải để kéo cái này gần lại cho nó máy nhỏ nhỏ. Ôi cái hình con cánh cam dễ thương, con bướm nè, nó may lên áo trên nút. Mấy nút bình thường, nút bằng gỗ, nó làm kiểu gỗ là đẹp không? Màu gỗ. Ồ, cái này đẹp đầy đủ ha. Nó vải đó, cái này là thiết kế nè, mẫu thiết kế nè, cuốn catalog cuốn sách mẫu thiết kế.